COVID-19 là bảo vệ cuộc sống của chính bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 14 tháng 11 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Quá trình tổ chức thực hiện chủ trương chính sách pháp luật về đất đai của tỉnh Quảng Ninh thời gian qua đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Học sinh Nguyễn Hoàng Khánh, trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên xuất sắc trở thành quán quân cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm 2021, mang vòng nguyệt quế về Quảng Ninh. Các địa phương Hải Hà, Đầm Hà khẩn trương khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Quảng Ninh, Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 19, phối hợp với tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị góp ý khu vực miền Bắc về tổng kết nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc. Hội nghị được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, điểm cầu chính tại tỉnh Quảng Ninh và 17 điểm cầu tại các tỉnh thành khu vực miền Bắc.